Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay theo cái nhu cầu của rất là nhiều anh em sẽ làm một cái video về cái con vang số JBL KX180 này. Rất nhiều anh em cũng đã muốn bên em hướng dẫn cho tất cả các bác là cách căn chỉnh và cách setup con này qua máy tính các bác nhá. Thật ra thì rất ít anh em sử dụng máy tính để căn chỉnh. Thì ví dụ có 10 anh em thì chỉ có tầm khoảng độ 2-3 người là biết sử dụng máy tính thành thạo thôi. Nhưng mà cũng phải sẽ hướng dẫn tất cả các bác, vì nhiều bác cũng không biết sử dụng như thế nào. Thì hôm nay bên em cũng đã làm một cái video. Tuy là video nó hơi dài, nhưng mà các bác cố gắng là xem hết video nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ đăng ký kênh các bác nhá. Ấn chuông để nhận thông báo mới nhất video bên em. Và các bác, đầu tiên thì các bác có thể xem thấy con KX180 trên kênh của Thắng Cao Audio ở website thangcaoaudio.com các bác nhé. Con này em đang bán với giá là 5.300.000 đồng. Và các bác có thể là tải phần mềm về, các bác vào trang web xong các bác ấn vào bên tải về thì các bác sẽ xem được rất nhiều các phần mềm khác nhau. Và các bác cứ kéo xuống, ở đây thì sẽ có là con đây JBL KX180 các bác nhé. Các bác ấn vào cái link này thì các bác sẽ tải được về cái phần mềm của nó. Thì khi tải về thì cái phần mềm của nó sẽ như thế này đây. Đấy, cái thư mục của nó sẽ như này. Và các bác ấn để mở cái KX180 này ra nhé. Đó. Khi mở cái này ra thì con này nó sẽ tự động nhận cái phần mềm các bác nhé. Tự động nhận phần mềm. Và các bác lưu ý, các bác nhớ là các bác kết nối cái cáp kết nối kia cắm vào máy tính các bác nhé. Cắm máy tính và chúng ta sẽ bắt đầu căn chỉnh. Em sẽ làm hai video cho tất cả các bác. Một cái video này em sẽ hướng dẫn tất cả các bác là căn chỉnh đầu vào là phần music này, music là 1 này, mic là 2 này, đó, mic 1, mic 2, mic 3 này. Đấy, em sẽ hướng dẫn tất cả các bác và cách lưu các phần này các bác nhé. Và bên phần cài đặt đây. Đầu tiên thì em cũng sẽ hướng dẫn tất cả các bác là bên phần cài đặt trước các bác nhé. Đầu tiên các bác muốn cài đặt đầu tiên thì các bác sẽ mở cái phần là driver này ra. Driver ra. Và các bác ấn vào driver setting. Driver setting này thì chúng ta sẽ bên này là system setting, chúng ta sẽ chọn là PO1. Khi khởi động nó sẽ là PO1 các bác nhé. Đấy, server mode là menu. Đấy, exciter, cái này con này con nâng tiếng. Chúng ta sẽ sử dụng cái nâng tiếng EX2 các bác nhé. Các bác có thể chọn là Music EX123, đây là các mức nâng tiếng. Nhưng em sẽ chọn là mức 2. Đấy, chọn là mức 2. Đây, và bên đây là Music đầu vào. Đấy, Music giới hạn music các bác nhá. Đây là giới hạn music khi khởi động. Đây em đang đặt là 20, các bác có thể đặt khi khởi động lên thì nó sẽ là 30 chẳng hạn. Đấy, nhưng mà bình thường em chỉ đặt là nó nhỏ thôi. Thì còn đâu chúng ta sẽ chỉnh trên bằng tay ở trên cái nút music ở trên chính con vang. Music max này thì chúng ta có thể vặn max lên là tầm 80 các bác nhá. Còn nếu mà nhà có trẻ nhỏ hoặc là các bác không muốn ai động vào thì các bác có thể là di chuyển cho nó, ví dụ là khởi động là 20 và mắc là 30 thì cũng rất là vô tư, chỉ vặn được đến 30 thôi, không vặn được nhiều hơn. Đấy, rất là đơn giản đúng không nhá. Phần mic khởi động cũng vậy, cũng các bác có thể là khởi động từ mức 20 và mic mắc thì chúng ta có thể là 80. Đấy, rất thoải mái. Còn effect thì khởi động là bình thường như em hay để là effect là 35 và mắc là 80. Đấy, cái này thì xong thì anh em đã cài đặt xong cái đầu tiên rồi. Đấy, đây là cái đầu tiên các bác nhé. Đầu tiên mic 20, music 20, effect 35 các bác nhé. Khi khởi động lên là nó sẽ hiện các thông số như thế này. Đấy. Cái thứ hai thì các bác sẽ nhìn vào màn hình này. Nó sẽ có phần đây là các bác nhìn thấy chữ Pro. Và đây là G-Con và đây là C Shape. Thì các bác có thể là ấn G-Con để gọi các mode ra. Ví dụ như là em sẽ gọi mode Pro thì các bác sẽ ấn vào Pro, nó sẽ chạy cái mode Pro ra. Và các bác muốn lưu lại thì các bác có ấn server lại. Server, các bác muốn server trên mode mấy là đều được hết. Ví dụ server trên mode 7, ok. Đấy, nó sẽ lưu trên mode 7 các bác nhé.
Đấy. Cái này thì rất là đơn giản thôi. Đây là cách lưu lại. Đấy, cách lưu lại anh em cài đặt xong thì anh em ấn vào nút server này. Nút server này thì nó sẽ lưu lại tất cả các bác nhé. Đó, lưu lại tất cả. Đấy, server lại. Còn anh em muốn gọi cái mode nào ra, ví dụ anh em gọi cái mode là mode 7 ra rồi thì anh em sẽ gcon mode 7 này. Gcon mode 7. Đó, thì nó sẽ ra mode 7 các bác nhé. Đấy. Còn đây là cái phần đầu tiên, đó là cái phần đi vào cái phần căn chỉnh. Thì con này thì nó rất đơn giản thôi các bác nhé, không có gì là khó cả. Nó có phần music này, phần mic, mic 1, mic 2, mic 3. Hôm nay em sẽ hướng dẫn tất cả các bác là sẽ hướng dẫn tất cả các bác căn chỉnh đường music, mic 1 và mic 2, mic 3. Còn ngày mai thì sẽ hướng dẫn tất cả các bác là một cái video gieo sau em sẽ hướng dẫn tất cả các bác căn chỉnh effect này, main này, sure này, center rồi sub rec này. Đó, con này thì có hướng dẫn là chỉnh rec đầu ra các bác này. Đó, nó có thể căn chỉnh được rec đầu ra. Đấy, rất là đơn giản thôi các bác nhé. Đó, rồi ok. Thì đầu tiên vào phần music các bác có thể nhìn thấy là con này có 15 cần equalizer, 15 cần equalizer các bác nhé. Bên này thì con này thì phần mềm của nó rất là dễ dàng. Music input. Đấy, thì chúng ta có thể chọn là VOD hoặc BMG các bác nhé. VOD hoặc BMG. Đấy, thì chúng ta có thể là chọn hoặc là optical. Tùy chọn các bác nhé. Đấy, tùy chọn. Các bác nếu mà các bác dùng cổng quang thì các bác ấn vào optical, còn không thì BMG hoặc VOD. Đó. Đấy, xong thì chúng ta có thể là chọn. Bình thường em sẽ ở cái chỗ này. Ở cái chỗ này, bình thường cho nó phun giải luôn. Music đầu vào em sẽ nó cho nó phun giải luôn các bác nhé. Phun giải không bằng hết. Còn bình thường của hãng nó sẽ là 33Hz. Đấy, 33Hz các bác nhé. Nhưng bình thường em để là phun giải luôn. Phun giải luôn, cái này cho nó thoải mái. Tiếp theo là ở đây nó 15 cần EQ. Thì mỗi một cần ứng với một tần số EQ các bác nhé. Các bác có thể di chuyển được những cái cần EQ này. Có thể di chuyển được những cái cần EQ này các bác nhé. Và như là con KX180 này ấy. Đấy, như là con KX180 này thì các bác có thể thấy là nó sử dụng cao nhất của nó là 12 dB các bác nhé. 12 dB cao nhất của nó là độ rộng của nó thì nó còn tùy, nó còn mình có thể là sử dụng thoải mái. Độ rộng thì mình có thể là ví dụ như em nói rồi đấy. Cái Q này của nó càng cái Q của nó càng nhỏ thì nó ảnh hưởng tới những tần số xung quanh càng lớn, cái Q này càng lớn thì lại ảnh hưởng đến các tần số âm thanh càng nhỏ. Ví dụ cái EQ1 này em sẽ để nó là số 5 thì nó sẽ rất là bé các bác nhé. Đấy, rất là bé đây. Nhưng em sẽ để số 1 thì nó sẽ rất là rộng. Đấy, nó cái Q nó nhỏ, nó chỉ là số 1 thôi thì ảnh hưởng rất là rộng. Còn Q này mà nó thành số 5 nó lớn thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái những tần số khác thì nó rất là hẹp. Đấy, cái này thì anh em nên lưu ý để khi anh em sử dụng. Dưới này nó sẽ có là bypass reset thì anh em cài đặt thì anh em cài đặt xong anh em có thể là bypass lại để xem cái mình chỉnh âm xem tiếng nó khác như thế nào các bác nhé. Đấy, bypass lại để xem cái chỉnh âm nó khác như nào, hoặc chúng ta reset toàn bộ EQ đấy về mặc định đó. Và chúng ta có thể là tiến hoặc lùi để xem những cái phần về trước mình căn chỉnh có sai thì chúng ta có thể lùi hoặc tiến lại. Đấy, rất là đơn giản nhé, tiến hoặc lùi để xem những trước thì mình ví dụ mình làm đúng rồi, nhỡ may mình làm sai thì mình có thể là quay lại được cái mức cũ. Đó, rất đơn giản nhé. Bên này thì có phần mode copy, chúng ta có thể copy lại được cái mode này. Đó, copy lại disco này, copy cuz disco mode data sync mode. Đấy, chúng ta có thể là đổi những cái này thì thành sync thì thành hát đấy thì nó sẽ là 33 thì chúng ta sẽ bình thường chúng ta để off đi, mình để disco tức là nhạc ấy các bác. Đó. Và tiếp theo thì như là tất cả các bác cũng biết dãy những giải tần số từ 20Hz cho đến 500Hz các bác nhá. Đến 500Hz đây. Thì nó là những tần số bass các bác nhá, tần số bass. Còn từ 500Hz trở về tới 2 ký thì nó là tần số trung. Đấy, còn đâu từ 2 ký cho đến 20 ký nó là tần số check. Nên anh em muốn anh em tùy thuộc vào cái loa của mình. Đấy, tùy thuộc vào cái loa của mình các bác nhé. Cái loa của mình mà nó nhiều bass quá thì anh em có thể là cắt cái bass đi.
Đó, cắt bát tùy vào tần số anh em sẽ thử ướm thử xem tần số nào cho nó hợp lý nhất. Thì anh em có thể là di chuyển. Đó, di chuyển nhé. Đấy, di chuyển đến tần số nào hợp lý nhất chúng ta có thể cắt. Ví dụ là loa nó bị ù thì chúng ta sẽ cắt xuống. Cắt xuống những giải như ví dụ như từ 90 cho đến 150. Đấy, làm sao để nó không bị ù nữa thì là ok các bác nhé. Còn nếu mà loa của mình thiếu bát thì chúng ta có thể tăng lên. Tăng lên thoải mái, tăng lên tùy ý, nhưng mà tăng vừa vừa phải. Thôi các bác nhé, tăng vừa thôi. Và các bác lưu ý nhìn cái âm lượng trên mic này, à trên music này, nếu mà nó to quá thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến loa rất là nhiều không nhá. Các bác nên để cái âm lượng nó nhỏ thôi để hợp lý nhất các bác nhé. Đây là phần music các bác nhé, rất đơn giản thôi. Con vang này thì cực kỳ đơn giản đó, con vang này thì cực kỳ đơn giản, nó không có gì hết đấy, cực kỳ đơn giản. Nó cái phần sử dụng của nó cũng đơn giản thôi, cũng không có gì là khó cả đấy. Các bác có thể thấy bình thường chúng ta sẽ để P hết các bác nhé, không ấn vào LS và HF. Và tiếp tục là đó. Và chúng ta cũng có thể bypass được những cái giải tần đấy. Đây là những cái giải tần mình đang sử dụng, giải tần thứ nhất thì chúng ta muốn bypass thì chúng ta tích vào đây đó, tích vào đây thì nó sẽ vô hiệu hóa cái giải tần này luôn, nó bypass luôn các bác nhé, là không sử dụng cái giải tần ấy nữa đấy. Tiếp theo thì sẽ vào phần, các bác lưu ý phần music này nó có 15 cần EQ laser các bác nhé. Thì chúng ta có thể tùy chỉnh rất là đơn giản thôi. Có thể tùy chỉnh bass check lên một chút. Đó. Đấy, bass check lên. Đó. Lên xuống rất là tùy ý thôi. Không gì khó khăn cả. Đấy, bass check có thể tăng lên tùy ý. Cái phần tiếp theo em muốn giới thiệu với tất cả các bác là phần mic 1, mic 2. Mic 1, mic 2 này thì mic volt này thì chúng ta có thể tùy chỉnh các bác này. Mic volt này thì chúng ta có thể tùy chỉnh độ to nhỏ của mic volt này. Đấy, bình thường thì em để nó là 100% các bác nhé. Nó có thể cho lên đến tận 200%. Nhưng bình thường em chỉ để cho nó tầm 100% thôi các bác nhé. Thì là hợp lý nhất. Đấy, 100%. Còn đâu cái HPF này của đường mic thì nó như tất cả các bác cũng biết rồi. HPF thì giọng của mình nó hoạt động tốt trong khoảng là từ 100Hz cho đến 13kHz các bác nhé. Đấy, 100kHz. Thì chúng ta đây, em có thể là dùng cái mic này. Được. 6. Em sẽ tắt echo đi các bác nhé. Được. 6, 7. Và chúng ta có thể là di chuyển để cho nó hợp lý với cái, những cái tiếng mic của mình. 1, 2. Để làm sao để cái tiếng mic của mình nó thật nhất các bác nhé. Ở đây em đang để là 107Hz các bác nhé. 107Hz. Thì cái tiếng của em nó ok, nó không bị quá là trầm và nó không quá là cao. Nên với cái mức này thì đặt với 107 là ok. Còn nhiều anh em giọng trầm quá thì anh em có thể cắt thêm các bác nhé. Giọng trầm quá thì anh em có thể chắc cắt thêm 115 hoặc hơn. Còn giọng anh em mà mỏng quá thì chỉ cắt tầm 90 hoặc 95 thì là ok. Nếu mà trầm quá các bác nhé, nếu trầm quá thì anh em cắt nó vừa phải thôi, dưới 100 hoặc 95 hoặc 90. Như bình thường như giọng của em là em thấy là em sẽ cắt ở những cái giải tầm 103 như này là em thấy là ok. Đó. Và nghe cái tiếng này thì mình có thể thấy là nếu mà giọng của mình mà nó hơi bị tối thì chúng ta có thể tăng cái check lên một chút các bác nhé. Tăng cái check mic của mình lên một chút. Đấy, em vừa tăng những cái giải là 10 ký các bác nhé, 10 ký. Ở đây em đang tăng giải 10 ký các bác nhé. Thì thấy cái giọng của mình thấy nó sáng hơn rất là nhiều. Nhưng mà lưu ý với tất cả các bác là chúng ta không lên là tăng quá nhiều cái phần EQ mic ở phần check này. Nếu mà tăng quá nhiều thì nó gây ra hiện tượng hú rít các bác nhé. Đấy, nó sẽ gây ra hiện tượng hú rít rất là nhiều. Và các bác lưu ý là những cái tần số ở đường trung chúng ta mà tăng lên nhiều quá thì nó sẽ gây ra những cái hiện tượng như là bị ồn, bị oang 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 oang. Đấy các bác nhé. Thì chúng ta nên để ở cái mức nó vừa phải thôi. Thì còn vì cái của 80 này em cảm nhận thấy là nó phải nói là nó các cần EQ này rất là chuẩn các bác nhé. Đấy, nên các bác lên lưu ý chỉnh một chút chút thôi, không phải chỉnh nhiều đâu, một chút chút thôi nhé. Không chỉnh nhiều đâu, một chút là nó có hiệu quả ngay và luôn rồi. Con này thì
cái hiệu quả của nó trên cái phần EQ này rất là lớn. Chúng ta di chuyển rất là ít nhưng mà cái hiệu quả của nó rất là cao các bác nhé. Đấy, các bác chỉ hơi nâng lên một tí là nghe giọng nó khác rồi. Đấy, các bác đeo tai nghe thì các bác sẽ nghe thấy rõ. Đấy, đây là hơi nâng một tí thôi các bác nhé, nghe nó rõ rồi. Chúng ta hơi hạ một chút thôi, nghe đã rõ rồi. Đấy, các bác nhé. Đấy, hơi hạ hơi nâng nó đã rõ, nó không như những con vang khác phải nâng rất cao các bác nhé, không phải như những con vang khác là phải nâng rất cao. Và tiếp theo thì đó là cái phần FBX. FBX chống hú đây, các bác có thể nhìn thấy đây. Em thì em thường hay sử dụng ở mức thứ nhất các bác nhé, mức 1. Và nhiều anh em mức 2, mức 3 thì tùy ý. Nhưng mà em khuyến cáo anh em là không nên sử dụng nó quá đà. Nếu sử dụng quá đà thì nó sẽ gây ra hiện tượng là nó gằn tiếng mic của mình. Gằn tiếng mic của mình nó nghe nó không hay. Đấy, nên anh em chú ý giúp em là như vậy. Đó, còn nhiều người người ta còn ợp cơ. Đấy, bình thường anh em để mức 1 thì cũng rất là ok. Còn bên này nó có phần compressor cho phần micro các bác nhé. Đấy, cái này thì các bác phải hiểu biết về compressor một chút thì các bác mới sử dụng. Bình thường em sẽ để là trừ 3 dB các bác nhé. Trừ 3 dB là một cái vừa phải thôi, cũng không quá. Đó, return 2.0. Đấy, thì cái này nó nhiều người có cách chỉnh khác nhau á các bác nhé. Cái này thì các bác phải do kinh nghiệm của các bác thì nó sẽ dễ hơn. Còn như cái kinh nghiệm của em là nó như này thôi. Vì các bác biết là em xem rất nhiều video bên em ấy, cái loa nó rất là quan trọng các bác nhé. Cái loa và cái mic nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái EQ mic này các bác nhé. Cái mic mà nó quá trầm thì nó tạo ra cái tiếng trầm rất lớn, thì chúng ta có thể là cắt những giải trầm ấy đó đi. Cái loa cũng vậy, nếu mà loa nó phát ra tiếng quá trầm thì chúng ta có thể cắt những giải trầm đó đi. Quan trọng nhất khi căn chỉnh phần mic này thì chúng ta phải để ý tới cái micro các bác nhé. Cái micro mà trầm quá thì chúng ta phải chỉnh theo một kiểu khác. Mà cái micro mà nó tiếng nó mỏng quá thì chúng ta lại phải tăng cái bass mic của lên một chút. Đấy các bác nhé. Với cái mic này thì nó rất là chất lượng, đơn giản là em không cần phải căn chỉnh nhiều đâu các bác ạ. Đấy, chỉ cần cắt đúng cái EQ và tăng giảm nào cho đúng thế là ok thôi. Rất là đơn giản. Với con chủ yếu là cái mic của mình tốt thì mình sẽ căn chỉnh nó rất là nhàn các bác nhé. Rồi ok. Thì đây là cái phần mà EQ mic. Các bác có thể thấy là em giới thiệu rất là nhanh gọn các bác nhé. EQ mic và mic 3 thì cũng như vậy các bác nhé. Mic 3 thì nó cũng như vậy thôi. Nó không có gì khác cả. Nó sẽ tạo ra hai nhóm mic là mic 1, mic 2 và nhóm mic 3. Thì chúng ta có thể là sử dụng riêng các nhóm mic này được. Đó, sử dụng riêng những cái nhóm mic này được. Đấy, thì với con vang này thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với tất cả các bác như vậy. Đây là cái cách mà căn chỉnh cái con vang nó rất là đơn giản các bác nhé. Căn chỉnh cái con vang này nó rất là đơn giản. Đấy, thì các bác nhớ đăng ký kênh để xem tiếp cái video sau. Em sẽ hướng dẫn tất cả các bác là căn chỉnh đường effect này, căn chỉnh đường main này và center sub break luôn các bác nhé. Em sẽ chia làm hai video vì để cho nó quá cho nó không dài quá các bác nhé. Rồi ok, các bác nhớ đăng ký kênh và nhớ ấn đăng ký và ấn chuông để nhận thông báo mới nhất video nhé.